Cái gì? Ông này yêu bà này chỉ vì tiền thôi. Ủa bạn, bạn nói vậy là sao? Mình nói bạn nghe này, từ ngày mình yêu Liên đến giờ mình chưa lấy một đồng tiền nào từ Liên cả. Mỗi tháng mình chu cấp cho Liên bao nhiêu tiền bạn biết không? Hả? À, rồi là quần áo Liên mặc này, làm gì có shop nào bán vừa. Mình phải thuê thiết kế riêng từ bên nước ngoài về thiết kế cho Liên. Ok, có thể bây giờ mình nói các bạn không tin đúng không? Kiểm tra đi. Anh mới bắn em 50 triệu đấy, cầm lấy tiêu gì tiêu. Khùng quá, người ta nói gì kể ra em đâu cần đâu. Anh không muốn bị người ta nói là anh lợi dụng em. Nhưng mà không có cần, em cũng có mà. Khùng quá là chi đến chuyện trả cho nè. Giữ đi anh cho em đấy. Khùng quá. Ủa, nhưng mà số dư vẫn vậy đâu, cộng thêm gì đâu. Thì tao nói cho sướng mồm chứ tiền đâu ra cho mày. Tao nói cho sướng mồm chứ tiền đâu ra cho mày.